Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan hàng Nhật. Hôm nay shop xin giới thiệu cho các bác một mẫu đồng hồ cực kỳ sang trọng thuộc hãng Citizen. Em đồng hồ Citizen này shop thường hay gọi là mẫu đồng hồ hoàng gia, phiên bản hoàng gia. Bởi vì cái họa tiết cũng như là cái cách làm của em đồng hồ này thì không khác gì những cái mẫu đồng hồ châu Âu ở bên châu Âu. Quay chi tiết cho mọi người. Các chi tiết rất là đẹp và tinh tế. Phối hợp với từng cột cũng như là bên mặt của nó, và đặc biệt là cái màu vàng và màu đỏ kết hợp với nhau thì cực kỳ sang mọi người nhé. Đỏ mà lại còn có nhiều vân nữa. Không những đẹp mà còn lại mang tính chất phong thủy rất là cao. Rất là nhiều bác rất thích cái màu đỏ này, cực kỳ ưa chuộng cái màu đỏ. Đỏ vân đây mọi người nhé. Thực tế thì ở ngoài rất là nhiều vân, nhưng mà không hiểu vì sao mà quay cho mọi người lên clip lại không thấy được rõ cái vân của nó. Đấy, rất là đẹp. Và em này còn cực kỳ mới mọi người nhé. Cái size của em đồng hồ này là 47 x 35, cao 47 và ngang là 35. Còn về chiều sâu đây, chiều ngang đây là 19 cm. 4 cột chất liệu nhôm phay, còn chất liệu cái màu màu đỏ này là hổ phách mọi người nhé, kim trôi, và mặt đặc biệt là mặt phay còn mặt nổi số La Mã. Citizen cũng làm số làm chữ nổi luôn mọi người ạ. Đây họa tiết đây, tinh tế sang trọng và đẹp mắt, màu đỏ. Mọi người trưng ở mọi không gian, những cái không gian nào mà phong cách vintage cũng được hay là hiện đại cũng được, rất là phù hợp. Cái chóp của nó đây mọi người nhỉ, chóp cũng rất là đẹp. Em này thì nhà em có khá là nhiều phiên bản hoàng gia thì sẽ quay dần dần hết cho mọi người. Mọi người có thể tham khảo ở trên web Sơn Japan, Facebook Sơn Japan hàng Nhật hoặc là web hangjapan.vn. Ở trên đấy thì nhà em có rất nhiều các mẫu đồng hồ hoàng gia cũng như là mẫu đồng hồ khác. Hoàng gia thì có rất là nhiều màu các con nhé, có màu đỏ, màu đen, rồi to nhỏ size, rồi kiểu dáng khác nhau. Đấy, mọi người có thể tham khảo trên web. Dưới đây thì em đã giới thiệu cho mọi người chiếc đồng hồ Citizen màu đỏ mận của Nhật nội địa. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan hàng Nhật hoặc là truy cập website hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất bên nhà em. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.